bị hướng mắt về sân khấu để nghi thức khu rượu sân ban xin phép được bắt đầu. Của cô dâu Phước Phương và chú rể Minh Thành. Quý vị thấy đó, trên sân khấu hiện giờ như một bức tranh tuyệt vời mà Minh Thành và Phước Phương đang tay trong tay rót tràn ly rượu ngập tràn hạnh phúc, cũng như đang xây dựng chính hạnh phúc của đời mình. Rượu nồng ta rót tràn ly, thắm tình chi kỷ không gì vui hơn. Trăm năm gắn bó keo sơn, dẫu bao gian khó không sợ ai ơi. Niềm vui của đôi uyên ương khi được nhân đôi, khi cùng nhau tay trong tay cắt đôi chiếc bánh cưới, thầm cho nhau một thông điệp chi ngọt sẻ bùi trong cuộc sống hôn nhân. Hôm nay nó sẽ là một nét đẹp vĩnh cửu, họ sẽ cùng dìu dắt nhau đi đến một chân trời màu xanh ước mơ và hạnh phúc. Một nửa đó, một nửa đây, em là chút gió, chút mây tuyệt vời. Chúc tôi quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị ngắm nhìn đôi ương của chúng tôi, cô dâu Phước Phương và chú rể Minh Thành. Họ là rất dễ thương, trao cho nhau miếng bánh chung tình, các câu nghĩa thủy duyên mình bên nhau. Hôm nay đến mãi ngàn sao, nguyên ương hòa hiệp, thắm bao nghĩa tình. Xin chúc cho một gia đình mới luôn được ngọt ngào và tròn trịa như chiếc bánh cưới của ngày hôm nay. Ngày hôm nay quý vị quan khách nhận được thiệp hồng báo tin vui đã hội ngộ về đây chúc mừng cho Tiến Phương và Minh Thành qua nghi thức uống rượu giao bôi. Nghi thức này kể từ ngày hôm nay, hai em chính thức là duyên là nợ, là vợ là chồng. Trước sự chúc phúc của toàn thể quý vị, quý vị chúc phúc cho đôi ương bằng một tràng hóa tay được không quý vị? 1, 2, 3. Anh chở thuyền em trên bến sông, thuyền em ăn ngỡ lá diêu tông, đưa tới nhẹ nước hứa sao động. Em giấu mùa xuân má ửng hồng, buổi lễ cô quy dành cho Tiến Phương và Minh Thành trong ngày của hôm nay. Tân Bình xin phép được trao trả đôi ương bởi với vòng tay của tất cả quý vị để Minh Thành và Tiến Phương nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất trong buổi lễ hôm nay. Và Tân Bình cũng không quên thay mặt cho tất cả anh em trong ban nhạc Nguyễn Mai xin gửi lời cảm ơn đến cô dâu Tiến Phương, cảm ơn đến cô Tư đã tạo điều kiện cho ban nhạc chúng tôi đến đây để chúc mừng cho buổi lễ hôm nay. Có điều chi sai sót xin vui lòng bỏ qua cho. Một lần nữa cô dâu chú rể xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Tình của quý vị quan khách vừa thưởng thức chương trình Chân Rượu Cha Mẹ, Thanh Bình sẽ gửi tặng hai em, gửi tặng quý vị bài hát được mang tên Lâu Đài Tình Ái, một sáng tác của Trần Thiện Thanh. Bài hát này qua sự phụ họa của cô dâu đẹp nhất và chú rể hạnh phúc nhất, đó là Minh Thành và Phước Phương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cùng hát lên nhau lời tình tha thiết, cùng hát
còn gọi mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Thì anh ơi xin người chớ lo âu, vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biển thơ nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài với biển non. Và mình cùng hát lên nhau lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời và lời thêm ước mơ. Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước và lối đi về gặp kênh ai biết, cùng hát vang lên xuân gian đi bao nỗi buồn và cùng hát lên niềm vui. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời và ngày thêm ước mơ. Thank you.
Hành đi
một lần xe hoa báo hồng, suốt đời khắc ghi trong chung với phi vụ của cháu nó và có lời dặn dò gì đó trước khi cháu nó về nhà chồng. Vậy con bây giờ rồi. 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 Bà nội bây giờ bà mình nấu chúc cho con trăm năm hạnh phúc. Rồi ha, dạ hai, dạ hai bà cũng đi giùm con trước ha. Cũng đi đi, ta cho chàng hỏi bài nha. Có quà gửi quà luôn con ha. Dạ đúng rồi. Bà nội cho quà đây kìa. À bà nội có. Rồi cầm em nhận cô vô. 5 triệu đó. Cảm ơn bà nội. Chưa không có tiền, cho 5 triệu rồi. Nói chơi không rồi. Được không? Vậy đó. Rồi. Làm dốt chứa xe đó. Rồi tới tới ai lát. Nhìn lên cô dâu. Ly nữa. Nhìn lên cô dâu. Hai bát ba. Rồi nhận quà em. Rồi. Như thế để còn quay phim nước mà nghe. Không quà. Không mất rồi. vậy là phần quà này của chú Út phải không ba? Của chú Út nha. Này chú Út uống rượu. Rồi vậy cũng là bác luôn đó hen. Tại nãy bác qua gái uống rồi. Anh cũng đây đây bên này chú Út còn đây bác bà. Không ai ba vô. Hai người cũng với nhau đây. Rồi. Chúc con là trăm năm hạnh phúc, cuộc sống được vui vẻ và như ý. Vậy thôi, con nghe cho em một tay. Rồi, một tay. Bài, tôi nhìn má giờ 1, 2, 3, dạ xong. Mày má. Mẹ. Mẹ cũng đi. Con trăm năm hạnh phúc. Dạ con cảm ơn. Mốt. Rồi gửi quà vô tay con dâu giùm. Rồi. Rồi nhìn đây nhìn. 2, 3. Quả nó đứng như hổ rồi. Rồi bữa nay nhìn lên Phương đừng nhịn nhẫn Phương, còn bự nhỏ thì quá. Tại hai bà ngồi chung kẹt thì ở sao dưng ngủ chưa Phương? Chào quà luôn giống thấy bệnh mấy dịnh rồi chưa? Rồi nhìn lên nè cô dâu, 2, 3, đúng rồi. Chúc chút đều quay, chúc đưa cho quay. Chào luôn nha. Một, hai, ba, rồi giống. Phương hung út eo. Rồi, mời nhận đủ trước rồi chị. Nắm một cái em xỉnh luôn. Uống hết luôn nghe hai vậy. Chạy luôn. Không có lời. Để chú này cũng phải. Cho ba
hai ba dạ xong chúng ta đào ra nhìn thẳng nha, 1 2 3 rồi sáng hai sáng rồi nhìn ngoài cái hai rồi rồi nhìn đây các em đây nè 2 3 rồi hai ba dầu dông vô vô em vô đứng vô luôn cho đủ 4 người rồi không đi rồi hai ba quên uống đi nhấp môi thôi cũng được mà. Đây nè anh là 2 3 và chào năm hạnh phúc chào năm bà mất nhà con cái ông có xe ấm tài ta dễ hết trơn rồi không có cái xe có nhớ chở ủ luôn quá đứng vô cho cảnh bốn người rồi nhìn mấy anh nè đây nha 1 2 3 rồi thì lễ xuất giá thì con dâng cho mẹ đi luôn mẹ có công nuôi lớn giờ con đã thành đạt có gia đình đó là niềm hạnh phúc của mẹ nữa công ngôn dung đức hạnh trọn đời con thờ trời giữ gìn tiếng sạch trong danh giá ta tuy học hành đi con gái mẹ ngoan mai kia mốt nó còn đi lấy chồng dầm ngàn thân gái đục trông một lần xe hoa pháo hồng suốt đời khắc ghi trong dầm ngàn thân gái đục trông một lần xe hoa pháo hồng suốt đời khắc ghi trong lòng. Tối hôm nay thì buổi lễ xuất giá cho cô dâu đã hoàn thành tốt đẹp, thì trong đó thì cảm ơn nội ngoại đã nhún chút thời gian từ sáng tới giờ đến đây dự lễ. Bên cạnh đó thì đàn trai người ta thông báo cho mình là đúng 6 giờ ngày mai người ta đến đây để ta làm lễ rước dâu. Trong đó thì bà con thân tộc mình, những ai mà có danh sách trong đưa dâu thì cố gắng đến để đưa cháu về bên nhà chồng. Rồi cô dâu phụ để ngay rồi thấy nhìn máy hết nha. 2 3 thêm bấm nữa nè. 3 2 1 Phương hung ngoại hung nổi các em. Rồi vô vậy.